bài này nó cũng đơn giản là bởi vì người ta chỉ yêu cầu mình là gì? Chuyển đường dùng, đúng không? Chuyển đường dùng từ cái đường tim tĩnh mạch, đúng không, sang đường uống. À, chỉ là đổi cái đường dùng đúng không? Thì có thể là cái thời gian đầu bệnh nhân đau quá, bây giờ xài đường tim cho nó giảm đau hiệu quả. Nhưng mà sau đó thì ổn rồi, thì giờ uống đi cho nó an toàn hơn, đúng không? An toàn hơn, đó là vậy mà. À, thì bây giờ nếu như mà mình muốn biết được là đổi được hay không thì chúng ta phải tính toán và làm sao, đúng không? Đầu tiên là gì? Bây giờ sinh thái dụng của đường uống của morphine nó chỉ khoảng là 30% thôi. À, nếu như mà theo cái ước lượng của mình dưới 50% đó, thì có thể là hiệu quả toàn thân của nó kém, hiệu quả toàn thân của nó kém, đúng không? Nhưng mà tại vì morphine này nó cũng có một cái đặc biệt ha, dược lực nó cũng tương đối, cho nên là trong trường hợp này mình tính thử coi, nếu như mà sử dụng morphine đường uống 30% như thế này, với sử dụng 30% như thế này thì có được hay không? Chắc chắn được rồi, tại vì không được ta hỏi chi, đúng không? Chắc được rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần tính liều thôi, tính liều thôi. Cái liều này cũng là liều thông thường luôn. Bây giờ mình tính sao? Giờ mình tính thì sao? Tính sao giờ ta? Thì sẽ ra được cái liều của đường uống trong 24 giờ, từ đó mình chia ra
chia làm 2 hay là chia làm 3, đúng không? Đấy, 6. Tuy nhiên là nếu mà chia làm 2, chia làm 3 thì phải xem coi là cái liều một lần, cái liều độc của nó một lần là bao nhiêu ha. Đấy, có thể chia làm 2 được hay là chia làm 3 được, đúng chứ? Thông thường nó sẽ chia làm, cũng chia làm 4 lần luôn, uống cũng chia làm 4 lần luôn, thì coi như là cũng gần gần những cái này luôn rồi ha. Đấy, xem như là lấy 10 luôn, lấy 10 mg luôn, để xem như là 10 mg là 30% của cái morphine uống luôn. Chị hiểu không? Có nghĩa là tôi đang nói cái nguyên tắc mình làm, nhưng mà trong trường hợp thì nó giống như nhau luôn, thì mình lấy ngay cái số này luôn cũng được, chứ nhân 4 là chia 4 cũng vậy, đúng không? Đấy, hiểu không các chị cái nguyên tắc làm á? Nhìn thấy ngơ ngơ mà chẳng hiểu hả? Đầu tiên là gì? Nguyên tắc khi chúng ta muốn tính đổi liều như thế này, đổi đường như thế này, các chị phải tính ra tổng liều 24 giờ của đường tiêm là nhiêu, với sinh hạ dụng đó thì được uống là bao nhiêu tổng liều 24 giờ. Từ đó chia theo cái đường uống này là có thể uống 2 lần hay là 3 lần hay là 4 lần, tùy vào cái ngưỡng đặt của nó là bao nhiêu. Hình như quý vị có thể là 2 lần hoặc là 3 lần hoặc là 4 lần được. Hình dung ha? Thì trong trường hợp này thì là nó giống nhau luôn á. Cho nên về nguyên tắc là phải nhân lên 4 rồi sau đó là phải chia lại. Nhưng mà bây giờ biết nó giống nhau rồi, mình lấy luôn cái con số này mình ra luôn. À, lại nhiêu? 33 đúng không? À. Thầy cho mình có thể biết mà được uống là 2 tháng 3 tháng 4. Cái đó là do đề cho. Dỗ đề đâu cho. Ví dụ như đề. À đề nổi nhỏ. Còn bình thường các chị sẽ căn cứ theo cái liều độc của cái một viên này là bao nhiêu. Chỉ cần dưới đó là được. Hiểu không? À, trong trường hợp này mình chia bằng 4 luôn. À. Cái liều của V bằng 30. Được chưa? Dễ quá ha. 30% là 30 chia cho 3%. Hoặc là đối với một phim thì nó, đây là tôi đang nói cái nguyên tắc, còn nó có công thức cho mình luôn. Có công thức cho mình một ngày chia ra là bao nhiêu lần, rồi với cái liều tim tĩnh mạch là bao nhiêu thì tính là cái liều uống là bao nhiêu. À, nó có công thức luôn. Thì có tầm suất không? Nhớ thay này 40 đi, này 40 đi. Được chưa? 40. Vậy đâu thì không có. 40 ở đâu vậy? Cơ bản thôi. Nghe tổng liều nè. Rồi, mình nói tới cái những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái giai đoạn hấp thụ. Dạng bào chế là chắc các anh chị cũng chưa học bào chế phải không? Chưa. Mới học có ngày. Mới học có mũi hả? Sao biết đặc tính của dạng bào chế được? Có nghĩa là dạng bào chế này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự hấp thu của thuốc. Ví dụ như vậy. Bây giờ giữa một cái thuốc là dạng dung dịch đi. À rồi. À, dạng lỏng nói chung đi rồi. À, thứ hai đó là dạng rắn đi, là viên nén đi, đó mình dùng cho nó dễ. Học viên nén rồi. À, rồi bây giờ giữa hai cái này các anh chị thấy là nó dùng nó cùng hoạt chất luôn, ha, cùng cái hàm lượng luôn, được chưa? Tuy nhiên cái dạng lỏng thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn, hoàn toàn hơn, đúng không? Lý do là bởi vì sao? Lý do là bởi vì cái dạng rắn á, thì nó phải cần cái điều kiện là rã viên rồi hòa tan hoặc chất rồi hấp thu đủ thứ chuyện hết, đúng không? Và từ cái quá trình mà nó rã và hòa tan hấp thu đó bị ảnh hưởng rất nhiều trên ống tiêu hóa của mình. Và do vậy sao? Làm thay đổi cái thông số điều động luôn, thấy không? Cho nên dạng bào chế nó có ảnh hưởng rất nhiều. À, tới cái hấp thụ luôn. Hoặc là những cái dạng thuốc mà người ta làm ở cái dạng phóng thích kéo dài, đúng không? Thì hóa chất nó sẽ hấp thụ kéo dài một khoảng thời gian
và duy trì một cái lượng nồng độ thuốc trong máu kéo dài nằm trong cái ngưỡng trị liệu, đúng không? Đấy. À. Hoặc là với trường hợp là gì, giống như là chúng ta nói về hai cái hạt generic và hạt brand name chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì nó cũng là hoạt chất như nhau, hàm lượng giống nhau, nhưng mà cái dược độc nó có rất có thể là nó khác biệt sai lệch, là vì cái dạng bào chế của nó hay là cái tá dược, cái thành phần bên trong đó nó khác nhau. Hình dung á chị ha, đấy.